sở xây dựng thành phố đề nghị ủy ban nhân dân các quận huyện công ty công viên cây xanh chủ đầu tư đơn vị điều hành dự án khẩn trương thực hiện kiểm tra có biện pháp đảm bảo an toàn chống cả đổ gãy cành cây xanh tại các khu vực tuyến ưu tiên thuộc khu vực đang quản lý đảm bảo an toàn cho cây xanh Công ty cổ phần Công viên Cây Xanh Đà Nẵng cho biết, từ cuối tháng 7 đến nay, Công ty Công viên Cây Xanh Đà Nẵng tiến hành cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường có bề rộng lòng đường trên 7,5m và các điểm cảnh quan Công viên Vườn Hoa Quảng Trường, Đài Tưởng niệm được Sở Xây dựng Đà Nẵng đặt hàng trong năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Sở Xây dựng, Hiện nay, công ty cổ phần công viên cây xanh Đà Nẵng đang tiến hành các tỉa chủ yếu là hạ ngọn, hạ độ cao của những cây có đường kính lớn nhằm hạn chế hết thấp nhất rủi ro xảy ra khi cây xanh gãy cành, ngã đổ, gây thiệt hại đến tài sản, người và phương tiện tham gia giao thông. Hiện trong hơn 51.000 cây xanh các loại được cắt tỉa trong đợt này, đơn vị đã thực hiện được 85%.